Nhận định bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Indonesia, 20:00 ngày 24 tháng 8, kẻ chết hụt có sống lâu. Cặp bán kết giữa U23 Thái Lan vs U23 Indonesia mang đến sự thú vị khi đôi bên đều khát khao giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Dẫu vậy, U23 Indonesia đang được coi là chiếu dưới so với đội chủ nhà. Thông tin lực lượng U23 Thái Lan vs U23 Indonesia. Tiền đạo Ifan Yahua của U23 Indonesia vẫn chưa bình phục chấn thương. Trước đó, Yahua đã không thể ra sân trong trận gặp Malaysia ở lượt trận đầu tiên vòng bảng. Sự vắng mặt này đã khiến hàng tấn công của huấn luyện viên Shin Tae-yong gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Phong độ gần đây của U23 Thái Lan vs U23 Indonesia. Chủ nhà U23 Thái Lan đứng đầu bảng A sau 3 trận toàn thắng, ghi 8 bàn và không bị lọt lưới bàn nào. Đội bóng xứ Chùa Vàng tuy chơi không đẹp mắt nhưng lại có được sự hiệu quả và đây chắc chắn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Trong khi đó, U23 Indonesia phải sống trong sợ hãi khi số phận của họ được đặt vào tay U23 Việt Nam. Thật may cho thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong. U23 Việt Nam đã đánh bại Philippines ở lượt cuối vòng bảng và trao luôn tấm vé vào bán kết cho Indonesia. Trong hai trận đã đấu ở vòng bảng, U23 Indonesia chỉ ghi được 2 bàn và đều nhờ công của Ramadan Sananta. Điều băn khoăn là Sananta đã đánh mất tự tin do không tận dụng được 3 cơ hội vàng trong trận gặp Timor-Leste. Việc U23 Indonesia chơi khá tệ đã khiến các cổ động viên xứ vạn đảo lên tiếng đòi tha thải huấn luyện viên Shin Tae-yong. Người ta vẫn nói, kẻ chết hụt thường sống lâu, nhưng lần này có lẽ điều này khó lòng đến với U23 Indonesia bởi đơn giản, so với đối thủ, U23 Thái Lan đang mạnh hơn và cũng bản lĩnh hơn rất nhiều. Đội hình dự kiến U23 Thái Lan vs U23 Indonesia. U23 Thái Lan, Sakpon, Sukan, Songchai, Thanisol, Kittichia, Apisit, Chirafong, Nathathop, Kasidit, Phanthahimit, Yosankon. U23 Indonesia, Ari, Kapfa, Ferrari, Arel, Misha, Putra, Hemiwan, Fikri, Dawis, Yahua, Sananta. Bongdapun dự đoán tỷ số trận U23 Thái Lan vs U23 Indonesia 2-0.